Lữ khách 24 giờ, một chương trình truyền hình thực tế với những trải nghiệm đặc biệt dành cho các nghệ sĩ, những người nổi tiếng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trước khi bắt đầu thử thách, không thể quên những vật dụng đồng hành cho chuyến hành trình: một sim điện thoại, một mũ bảo hiểm, một xe đạp Jingwin Doberman Thermax để họ thêm tự tin, và 50.000 đồng. Bằng chính sự nhạy cảm, óc hài hước và khả năng thích nghi, mỗi nghệ sĩ phải đi tìm địa điểm thử thách, sau đó hoàn thành thử thách trong thời gian được quy định. Đi không nổi nữa vì đau lưng quá. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời luôn. Ôi trời, khủng khiếp quá. Đặc biệt hơn nữa, mỗi nghệ sĩ phải xin để được ở trọ qua đêm trong nhà một người dân và trải nghiệm cuộc sống mới lạ ở đó. Thì em muốn nhờ chị giúp đỡ cho em ngủ qua đêm ở đây một đêm á. Thắng đi. Hãy cùng chờ đón những điều thú vị bất ngờ chỉ có trong chương trình Lữ khách 24 giờ. Nơi đón hai lữ khách của chúng ta ngày hôm nay ngay tại sân bay Lâm Đồng. Một chàng trai với chiếc ba lô năng động trẻ trung chào mừng ca sĩ Nam Cường đến với chuyến hành trình 2 ngày 1 đêm tại thành phố Hoa Đà Lạt. Nam Cường, chàng ca sĩ có biệt danh Nakun dễ thương, hiện đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Và đây cũng là lần thứ hai anh đến với Lữ khách 24 giờ. Đã gần 3 năm trôi qua, không biết Nam Cường thay đổi như thế nào. Những kinh nghiệm lần trước có giúp anh trong kỳ này không nhỉ? Mời quý vị tiếp tục cổ vũ cho Nam Cường nhé. Cuộc sống xung quanh ta thì có rất nhiều trải nghiệm, và mỗi khi trải nghiệm thì giúp chúng ta trưởng thành hơn. Và các bạn ơi, hãy cùng đến với hành trình lần này cùng với Nam Cường nhé. Và vị lữ khách tiếp theo là ai? Cô gái xuất hiện với một hình ảnh mộc mạc giản dị. Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh Dương Mỹ Linh tự nhận mình là một ngôi sao may mắn. Nhưng không vì thế mà cô ỷ lại. Cô nàng khiến cho người đối diện luôn nhận thấy ở cô một sự nhiệt huyết, vui tươi và quyết tâm làm bất cứ công việc nào cô đảm nhận. Tôi cũng đã theo dõi chương trình Lữ khách 24 giờ rất nhiều, và thông qua lần này tôi mong chương trình tạo cơ hội cho tôi để tôi có cùng trải nghiệm cũng như các đồng nghiệp của tôi. Xin chào các bạn khán giả của chương trình Lữ khách 24 giờ. Đây là lần thứ hai Cường đến với Lữ khách 24 giờ rồi. Ông ngạc nhiên dữ vậy. Và cũng là khá là trùng hợp khi là cũng là lần thứ hai Cường tham gia ở tại Đà Lạt luôn. Và hy vọng là trong đợt này Cường sẽ chơi hết mình với Lữ khách 24 giờ. Linh xin chào tất cả khán giả của chương trình Lữ khách 24 giờ. Mình cũng đã theo dõi các đồng nghiệp của mình một vài chương trình. Mình thấy nó rất là thật, và cái gì đó nó mộc mạc, nó gần gũi, và cũng như là đúng với cái quê của mình đang ở, nhưng mà mình là ở miền Tây. Cường anh theo dõi những cái chương trình gần đây thì thấy nó khó khăn và thử thách nó cũng cam go hơn. Càng ngày nó càng cao hơn, đòi hỏi cao hơn, không còn dễ dàng như ngày trước Cường tham gia nữa. Cho nên là Cường cũng đang rất là lo lắng, không biết mình có vượt qua không. Nam Cường nói thế thì chắc là như Mỹ Linh chắc có phải rụt rè thôi, tại vì Nam Cường đã từng tham gia rồi mà bây giờ lại hơi bị ngại trước cái vấn đề như là khó khăn hơn những cái tập trước kia, thì như Mỹ Linh phải làm sao đây? Đợi đợi nha. Để củng cố tinh thần trước khi bước vào chuyến hành trình, hai nghệ sĩ dùng kẹo Doberman để tăng thêm tự tin. Hai bạn ơi, hãy cho một câu khẩu hiệu để bắt đầu hành trình nào. Suy nghĩ với một vượt qua cái rét lấm lét đi lên, chúng ta thẳng tiến đến chương trình Lữ khách 24 giờ. Dạ. Với khẩu hiệu vượt qua cái rét lấm lét đi lên, hy vọng hai nghệ sĩ có thể hoàn thành tốt các thử thách của mình. Đến lúc cả hai sẽ phải lựa chọn phòng bì nhận thử thách. Ê, cái gì vậy? Không biết, nói chung là ưu tiên của con gái đi. Lỡ đâu bên đó cái gì thử thách nó dễ hơn sao? Không có chuyện dễ khó trong đây hết, tự mở ra nha. Phải không? Bây giờ bạn hãy đi đến số 78 thôn Rlom, xã Tutra, để gặp anh Haji hướng dẫn tỉa bắp truyền thống của người dân tộc Churu. Bây giờ bạn hãy di chuyển đến thôn Rlom, xã Tutra, gặp chị Na Yến để học cách sàn thóc của người dân tộc Churu. Chúc thành công. Vượt qua cái rét lấm lét đi lên. Yeah, vượt qua cái rét lấm lét lên. Yeah. Hai nghệ sĩ hào hứng bắt đầu bước vào thử thách đầu tiên của mình. Tiết trời hơi se lạnh tại huyện Đơn Dương khiến tinh thần của cả hai rất thoải mái. Đạp xe được một lúc, Mỹ Linh bắt đầu thấm mệt dần. Trời ơi, cái dốc người thế này chạy làm sao mà nổi, chắc nước dẫn bộ chứ dắt gì nổi đây. Nó dốc người quá. Trời, kiểu này phải có cây số chết.
Chú, xã Tu Tra làm ở đâu chú? Xã Tu Tra kiểm thê này, thôn Tu Lôm này nè. Sợ vậy hả? Chú biết cô gì Na Yến không? Na Yến là con mình đây nè. Ủa vậy hả? Con chú hả? Chỗ mà gặp qua được cục đi này nè. Đó, chỗ loa đó. Loa hả loa? Ba loa tí thôi. Trái phải chú? Hai nhà, ba, đây. Rồi rồi, con gặp con. Chị ơi, cho em hỏi thăm, chị biết nhà chị Na Yến ở đâu không? Là chị Na Yến hả? Dạ. Yeah. Chị ơi, em bên chương trình Lữ Khách 24 giờ. Trong khi đó, Nam Cường vẫn còn loay hoay hỏi thăm đường đến. Rồi, nhà hỏi nhà anh Hai Di đâu? Phải kêu Di kìa, muốn biết phải tên nó gì đó không? À, cảm ơn chị. Với sự chỉ dẫn nhiệt tình của người dân trong thôn, cuối cùng thì anh Hai Di. Ở là anh hả? À? Chị ở đây á, kinh tế của mình là nghề gì chị? Anh kể mình chị làm bóp lúa không? À, ruộng bóp lúa là nó xây nguyên năm hay là vào một năm á chị? Một năm có hơn. Có mấy mùa? Có một mùa. Một mùa mà là tháng mấy chị? Tháng 10, tháng 11, tháng này thì mình làm hay không làm gì hết, mình làm bóp. Trong chương trình có một cái thử thách cho em là em học cách sàng lúa. Bây giờ em thì không biết nên giờ em nhờ chị tư vấn cũng như hướng dẫn em làm cái nào cho nó đúng. Mỹ Linh tìm hiểu cách sàng thóc kiểu người dân tộc Chulu. Cô nàng chăm chỉ từng động tác. Được chưa? Nghiến chút nha. À. Đây thấy em làm đúng chưa? Chương trình có đưa cho em một cái thử thách là nhờ anh hướng dẫn cách tỉa bắp á, mà giọng kiểu của đồng bào người Chulu. Vậy anh giúp em nhé. Giờ anh cũng anh rất thân hạnh được giúp em. Ngày trước á thì họ không có cày ha. Dạ. Không có cày, không có cuốc, thì người đồng bào Chulu thì họ dùng cây gậy. À. Không có như vậy đó. À. Rồi bắt đầu họ đâm từng lỗ một, họ lấy vô cái thay họ một nắm này. Dạ. Rồi bắt đầu họ bỏ từ 2 đến 3 hạt, một hạt cũng được. Thoạt đầu, anh chàng tỏ ra khá xông xáo với công việc. Đây là một dấu hiệu tốt cho sự khởi đầu. Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi với anh. Cái tỉa xuống, đó. Rồi bắt đầu mình lên lấp. Dạ. Đó, mình lấp. Mình có phải có hàng có lối không hay là đâu cũng được anh? À, từ đây, cách đây mình cứ ước lượng là nó 30 phân. Dạ. Bây giờ bạn hãy tìm thêm 4 người trong thôn Clum, xã Tu Tra đồng ý tham gia thử thách. Một cùng bạn. Mỗi bạn sẽ nhận được một tấm sàng thóc. Và trong vòng 10 phút, các bạn phải khéo léo sàng sạch hạt lép của 5kg thóc. Bạn phải nằm một trong hai người có ít hạt thóc nguyên bị sàng lẫn nhất, bạn sẽ giành được cờ chiến thắng. Em năn nỉ. Ai tham gia em? Rồi ra giúp em. Được một người, được một người. Em nhanh nhanh đi. Chị thêm người đi, không có sao đâu. Hai người. Kệ nó, cô giúp con đi. Chợ năn nỉ con mà. Đó. Ra giúp em chút đi cho em đủ đi. Em. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Đồ nó bay hết trơn vậy. Em làm ít mà nó không nhiều nè. Bây giờ bạn hãy tìm thêm 3 người dân trong thôn Lâm, xã Tu Tra đồng ý cùng bạn tham gia thử thách 1. Mỗi bạn sẽ được cung cấp một túi hạt bắp và một cây bắp từ ban tổ chức. Trong vòng 5 phút, mỗi bạn phải tỉa được 3 hàng bắp. Mỗi chỗ gieo bắp đúng 3 hạt và khoảng cách giữa hàng bắp là 30 phân dọc và 70 phân ngang. Bạn phải nằm một trong hai người hoàn thành và chính xác thì mới giành được cờ. Hồi nãy là anh chị em cái cách tỉa bắp đúng không? Dạ. Giờ tỉa bắp là lấp vô đúng không?
giờ mình không có lớp nữa để mình biết được mình cái số hạt bắp mình bỏ vô trong đó nó có đúng không? Có đủ 3 hạt không đúng không? Dạ. 1 2 3 bắt đầu. Ôi da, mỏi lưng quá. Cái gì? Mình là ít nhất. Sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm đã giúp Mỹ Linh chinh phục được thử thách với thành tích khá cao, 90% số hạt thóc lép nổi lên, đứng thứ hai trong 4 người tham gia. Em cảm ơn 4 chị đã hỗ trợ cho em. Em có chút xíu quà tặng cho mỗi người. Trong khi đó, Nam Cường đang chau mày nhíu mắt vì đau lưng. Liệu anh có thể vượt qua thử thách không? Ôi da, quá vất vả. Đi không nổi nữa vì đau lưng quá. Ôi da, ôi. Đúng rồi, trước giờ chỉ biết ăn, giờ mới biết làm. Từ từ thôi, đừng có làm đâu. Tên gì nhỉ? Em Nhung chồng thì cái khoảng cách nó thì đều, cái khoảng cách hàng dọc nó đều, mà hàng ngang là anh chưa thấy đều. Đây của em nè, đó. Ủa sao nó đi qua đây vậy? Giờ cao đến khẽ. Đây, đây khoảng cách ban đầu nó hơi bị thưa, nói chung chồng thưa thì bắt nó tốt thôi chứ không có vấn đề gì cả. Hai bạn này thì cái hàng ngang nó vẫn còn méo lắm, chưa có được cái. Em Nhung, em đỏ này là làm xuất sắc nhất á. Em cưa rất là cần cù mà làm kỹ nữa. Yeah. Đây, em mời anh trước. Rồi, cảm ơn mọi người, bye bye, cảm ơn anh. Mình đã được một cái cờ. Wow, cũng được cờ rồi ta. Yeah, mình được đây. Không biết bên Cường sao chứ Linh hai cái cánh tay giờ rã rời luôn rồi đó. Cường là phải nhờ đi gieo hạt có cái cây đó chống, không thôi là Cường cũng muốn sủi. Khi mình chứng kiến tận mắt những người dân ở đây họ làm lụng đất giả vậy thì giờ mình mới thấy được là họ cũng rất là gian nan khổ cực. Nãy giờ là mới chạy rô đa trước thôi đúng không? Bây giờ đây là thứ hai đây, đọc đây. Bây giờ hai bạn phải tìm thêm một loại phương tiện khác để di chuyển đến nông trại khoai tây Osta để lấy phong bì nhiệm vụ 2. Phương tiện xe là phương tiện gì, gì ta? Mình xe đạp vậy. Giờ mượn gì? Ngoại giao xe Honda hả? Khá phấn khởi khi nhận được lá cờ đầu tiên, cả hai hào hứng tiếp tục chuyển hành trình của mình. Đuối quá, đẩy ra. Trời ơi, chết. Lần này họ cùng có một điểm đến. Nhưng ai sẽ là người đầu tiên đến trước đây? Ôi ba cho hỏi, đường lên nông trại khoai tây đây này phải không? Thẳng lên trên kia hả? Có ai tiện đường lên chợ không chở giùm? Có ai tiện đường lên chợ không chở giùm lên quá.
Không. Anh đang đâu vậy? Dạ em chở khoai của nông trại về. Anh vô con nông trại Osta phải không? Dạ anh cho em có gian ở đó được không? À, được. Ok, trời cảm ơn anh nhiều. Dạ, dạ, dạ. À, là, mình đã lên được rồi. Sao sướng quá vậy? Mỹ Linh hồ hởi trên chiếc xe máy kéo đến nông trại. Trong khi đó, Nam Cường vẫn đang cố sức từng vòng quay. Và rồi may mắn cũng đã mỉm cười với anh. Chú ơi, chú lên nông trại khoai tây em chú. Chú cho đi nhờ được không ạ? Mày có nãy giờ không có ai mỏi chân quá trời. Dạ. Từ đây lên trển còn xa không chú? Còn gần. Dạ. Không lâu sau, cô gái đã đến nông trại Ostar. Cô gặp anh Ấn, người hướng dẫn tại nơi đây để nhận phong bì thử thách tiếp theo. Rồi bây giờ mời Linh đi vô nông trại của mình. Yeah. Anh được giao cái nhiệm vụ rất là quan trọng và bí mật nãy giờ chưa bao giờ dám mở ra. Dạ, yeah. Bây giờ bạn sẽ phải chọn một loại nông cụ dùng để thu hoạch khoai tây bằng cách dùng cây để câu. Linh sẽ phải chọn ra dụng cụ nào mà theo Linh sẽ dùng để thu hoạch khoai tây. Với cái cách chọn cũng hết sức đặc biệt là Linh phải ra khỏi cái vòng tròn này đây. Dùng cái cây này và chọn một loại dụng cụ mà Linh nghĩ rằng là sẽ giúp cho Linh thu hoạch khoai tây tốt nhất. Sao? Rồi giờ là chắc chắn lấy cái này rồi phải không? Yeah. Thì anh sẽ giới thiệu những cái kia cho Linh được rồi đúng không? Đó là cái cuốc dùng để làm luống. Cái dụng cụ lạ nhất, có lẽ là lạ nhất. Dạ, đó là em lần đầu tiên thấy. Là dụng cụ chuyên dùng để gieo giống. Cảm ơn anh rất là nhiều, nhờ anh mà em biết được tất cả các loại dụng cụ này để làm những cái khác nhau. Em có chút xíu quà tặng anh. Wow. Yeah. Rồi, cảm ơn em. Cái nhiệm vụ tiếp theo. Tìm đến vị trí thu hoạch khoai tây trong vòng 15 phút. Bạn nam sẽ thu hoạch 30kg khoai tây và bạn nữ phải thu hoạch 20kg khoai tây. Sau đó các bạn mang tất cả số khoai tây về lại vị trí lấy nông cụ. Nhiệm vụ cuối cùng là bạn phải gọt ngược được 30cm gõ khoai tây. Ai hoàn thành xong trước thì nhận được tiền. Để tiếp thêm tự tin, Mỹ Linh dùng kẹo Doppermint và nhanh chóng tìm đến khu vườn khoai tây để thu hoạch. Anh ơi, cái thửa nào mà thu hoạch khoai tây vậy? Như đây hả? Ôi, mình đã tìm được rồi. Cảm ơn chú nhiều nha. Ý của ta nè. Ôi đã. Rồi. Bây giờ Nam Cường mới đến được nông trại. Trông anh khá vội vã và khẩn trương. Mấy cái này có không chú? Có không? Lấy ra rồi. Cô nàng hăng say với công việc, ra sức đào lấy từng củ khoai tây một cách dễ dàng. Dạ, dạ. Sao nó không có củ? Trong khi đó, Nam Cường đang hì hục dùng sức với chiếc xẻng quá cỡ của mình để xới đất. Không cán gì gieo hạt hồi sáng á. Ui da, chết rồi cái gì với em mày? 4 ký 1 16 ký. Ký 2 với lại 4 ký. 2 với 4 ký. Nhưng mà có một điều nữa anh quên nói cho Linh biết. Thì yeah, tại nông trại Osta Farm thì chỉ những củ khoai đạt chất lượng, tức là những củ to, tròn và bề mặt láng bình như thế này mới được chọn. Cho nên là bây giờ mình sẽ phải lợi bỏ những củ nào không đạt tiêu chuẩn.
Mệt quá. Trừ đúng rồi. Không lên vậy. Ác quá, sao mà gỡ được cái thúng cho nó tiện hơn người ta trời. Sao rồi? Được bao nhiêu ký? Trời ơi, có 10 ký lại cân. Dễ thương không? Cần để biết nhiều ký mình phát sinh tiếp tục chứ. Là do cái nông cụ mình chọn sai. Cho nên mình đã làm tổn thương khoai tây và chắc chắn là sẽ không được chọn. Cú này thì đạt chuẩn. Rồi, bây giờ đi tiếp. Kiếm thêm 20 ký nữa, cố lên. Do trong quá trình mình thu hoạch. Chốc 20kg khoai tây đã vỏn vẹn trên đôi vai gầy mỏng manh của Mỹ Linh. Chẳng ai có thể ngờ một vóc dáng khẳng khiu lại tràn trề sức sống đến thế. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình trải qua những như thế này. Ôi xôi, khủng khiếp quá. Vượt qua sự mệt nhọc, cô gái tỉ mỉ gọt vỏ khoai tây. Mình thật không may. Trông có vẻ gầy gò đây. Gọt vỏ khoai tây ngược không đơn giản chút nào đâu nhé. Thế nhưng, Mỹ Linh vẫn tiếp tục. Và rồi. Okay. Nam Cường lom khom đèo túi khoai tây trở về. Trông anh đã thấm mệt. Quá trời, đau lưng quá trời. Có gì xong này được đi massage. Tỉnh vậy? Thở không nổi nữa rồi. Đau lưng quá. Cường ơi. Cường à. Cái gì vậy? Cường ơi, mình cái gì đăng ký sản phẩm mình lần xong 30cm gọt ngược. Ôi trời ơi, tối hả? Ừ. Không còn sức luôn á. Nghĩ đi, Linh còn không? Không. Cũng này đi, ở đó. Từ giờ ôi nặng đó, chứ phải gọt đó. Cố lên. Chưa được 30 đâu. Còn lại hả? Và rồi tính nhẫn nại cũng đã giúp anh hoàn thành tác phẩm của mình. Dương Mỹ Linh hoàn thành trong 45 phút, Nam Cường hoàn thành trong 70 phút. Cuối cùng, cô Hoa hậu xinh đẹp Dương Mỹ Linh cũng đã giành chiến thắng với mức thời gian 45 phút. Vui quá đi. Vui. Bây giờ bạn hãy xin tá túc trong một ngôi nhà bất kỳ nằm ở thôn Làng Trường, xã Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng. Bây giờ bạn hãy xin tá túc trong một ngôi nhà bất kỳ nằm tại thôn Làng Trường, xã Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng. Với những trải nghiệm thú vị và đầy kịch tính trong hai thử thách đầu, các lữ khách của chúng ta đang rất hào hứng đến với thử thách quyết định xin ở trọ. Con đi du lịch trên này chú, con muốn xin tá túc qua đây.